Đây là sản phẩm demo của VB, phân khúc SUV tầm trung 7 chỗ được nhiều khách mua xe ưu tiên lựa chọn bởi tính tiện dụng vừa rộng rãi, vừa chở thêm được nhiều người, vừa tiện lợi cho gia đình đi lại cả trong đô thị đông đúc hay những chuyến đi chơi xa. Đây là mảnh đất màu mỡ để các hãng xe đầu tư mạnh vào với hàng loạt cái tên nổi bật như Toyota Fortuner, Nissan Trail, Ford Everest, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Mitsubishi Pajero Sport và gần đây là Honda CR-V. Trong phân khúc này, mẫu xe bán chạy nhất hiện nay là Toyota Fortuner với lợi thế thương hiệu, đặc biệt xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Tuy nhiên, tháng 5 năm 2019, Toyota Việt Nam chính thức xuất xưởng những chiếc xe Toyota Fortuner lắp ráp trong nước, song song với việc phân phối Fortuner nhập khẩu. Theo đó, kể từ tháng 5 năm 2019, Toyota Fortuner được phân phối tại Việt Nam với các phiên bản sau. 1. Xe Fortuner nhập khẩu nguyên chiếc gồm 2 phiên bản: Fortuner X máy xăng số tự động 1 cầu 2.7 lít, Fortuner V máy xăng số tự động 2 cầu 2.7 lít. 2. Xe Fortuner lắp ráp CKD gồm 4 phiên bản: Fortuner G máy dầu số sàn 1 cầu 2.4 lít, Fortuner G máy dầu số tự động 1 cầu 2.4 lít, Fortuner V máy dầu số tự động 2 cầu 2.8 lít, Fortuner XS máy xăng số tự động 1 cầu bản thể thao 2.7 lít. Chi tiết giá bán và khuyến mại, quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0971 054 888 để được tư vấn trực tiếp. Toyota Việt Nam hy vọng, với việc chuyển đổi hình thức từ nhập khẩu nguyên chiếc sang lắp ráp trong nước, Fortuner sẽ chủ động hơn về nguồn hàng và kịp thời cung cấp tới thị trường. Toyota Thăng Long hỗ trợ quý khách hàng mua xe Fortuner trả góp với lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,99% một năm. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo số máy 0971 054 888 gặp Nguyễn Nghĩa, quản lý bán hàng để có giá tốt nhất. Xin cảm ơn quý khách đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về giá xe ô tô và thị trường ô tô. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.